Nhân ngày 23 tháng Chạp, chuẩn bị bước vào năm mới, gia đình chúng tôi cảm ơn Đức Thần Linh đã phù hộ gia đình này được cơm no áo ấm, gia đạo bình an. Xin có chúc hương đăng trà quả, lễ thiểu tâm đa, kính thỉnh tam vị táo quân nhậm lễ.